Kính thưa thầy Châu, kính thưa quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp, do thời gian cũng đã trễ 15 phút, chúng tôi xin báo cáo ngắn gọn trong vòng 15 đến 20 phút về cập nhật hướng dẫn chẩn đoán về điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đây là một trong những cái năng lực đặc thù của các bác sĩ chuyên ngành hô hấp trong suốt thời gian qua trong cái việc mà chẩn đoán và điều trị người bệnh. Về nội dung báo cáo thì chúng tôi gồm có 4 phần chính, và nhất là nhấn mạnh đến cái bệnh lý nguy cơ do ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cho các bác sĩ hô hấp, vì lâu nay chúng ta thì thường đánh giá ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ với những cái biến chứng, những cái hệ quả trên cái hệ tim mạch là chính. Sau đó có những cái phần hướng dẫn chung về chẩn đoán và điều trị theo cái ngắn gọn theo cái hướng dẫn của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam. Kính thưa quý thầy cô, và như vậy chúng ta biết giấc ngủ là có vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà điều hòa về thể dịch, rồi tăng cường miễn dịch, cũng như là vấn đề về tuổi thọ. Trong các cái bệnh lý về rối loạn giấc ngủ, rối loạn thở khi ngủ, và trong đó ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đây là một cái bệnh rất là thường gặp và có cái hậu quả sinh bệnh học rất nặng nề trên các hệ cơ quan. Trong 8 cái loại bệnh rối loạn giấc ngủ khác nhau thì như vậy hiện nay cái hai bệnh mà thường gặp nhất đó là mất ngủ và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Trong đó ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ được xếp vào cái nhóm là rối loạn thở khi ngủ. Do vậy trong suốt nhiều thập kỷ qua, các bác sĩ hô hấp là chăm sóc và chẩn đoán và điều trị cho ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Về định nghĩa thì cho đến nay cái định nghĩa của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cũng hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là có cái tình trạng là xẹp cái đường hô hấp trên ở cái vùng hậu họng khi ngủ trên 10 giây, và như vậy nó làm giảm oxy máu, gián đoạn hay là cách khoảng, tạo ra stress oxy hóa. Đặc biệt về lâm sàng thì chúng ta lưu ý các cái yếu tố nguy cơ qua thang điểm stop band liên quan tới ngáy, ngưng thở, mệt mỏi ban ngày, tăng huyết áp, nam giới trên 50 tuổi, rồi có vòng cổ lớn, vân vân. Thì chúng ta thấy ở người châu Á, đặc biệt là người ở Việt Nam, thì cái việc mà bất thường về cấu trúc sọ mặt là một trong những cái nguyên nhân nó làm cho cái tần suất của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở Việt Nam cũng tương đối cao. Về hậu quả sinh bệnh học thì như vậy chúng ta thấy ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, trước đây chúng ta biết đến những hậu quả sinh bệnh học trên các bệnh lý tim mạch, thì tuy nhiên trong những nghiên cứu gần đây cho thấy ảnh hưởng trên cái sự phát triển của não ở trẻ em, trắc xám ở trẻ em, thoái hóa trắc trắng ở người lớn tuổi, và do vậy đây là những cái di chứng rất là nặng nề. Tần suất ở Việt Nam thì ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở Việt Nam thì như vậy khoảng 8,5% ở người trưởng thành. Tuy nhiên trong một số các bệnh lý đồng mắc, ví dụ bệnh tim mạch, hô hấp, tiểu đường, chuyển hóa, tần suất sẽ cao hơn. Bệnh trong hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ tăng theo cái mức độ nặng của bệnh và có thể lên đến 45-50%. Như vậy hiện nay trên toàn thế giới chúng ta có khoảng 1 tỷ người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và tại Việt Nam thì như vậy chúng ta không phải là 10 quốc gia có tần suất cao nhất. Phân bố đều ở Mỹ, ở Pháp, ở các nước châu Á, ở Nhật Bản. Tần suất ở Việt Nam chúng ta thấy là có 4 triệu người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, người trưởng thành trên 30 tuổi. Và trong đó mức độ trung bình và nặng là chúng ta có khoảng 2 triệu 300 nghìn người. Và như vậy trong số 2 triệu 300 nghìn người trung bình đến nặng thì chúng ta có khoảng chừng 30-40% là mức độ nặng, chỉ số ngưng thở giảm thở trên 30 lần trong một giờ. Kết quả nghiên cứu Sohill của chúng tôi là tầm soát ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở cán bộ y tế thì cho thấy cái tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở cán bộ y tế chúng ta cũng rất là cao. Trong 1.721 cán bộ y tế được tham gia khảo sát, có 358 cán bộ y tế được đo đa ký hô hấp khi ngủ, thì tần suất ước tính là 21,9%. Và do vậy, đây là cũng là một trong những cái vấn đề về cảnh báo trong cộng đồng, đặc biệt đối với nhân viên y tế, và sự phân bố cái mức độ nặng của cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ theo cái dân số mà khảo sát các thầy cô thấy trên cái hình trên. Và trong đó cái mức độ nặng thì chúng ta chỉ có khoảng 9,2%. Đặc biệt cũng tương tự như các cái nghiên cứu khác và có cái ưu thế về giới thì ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở cán bộ y tế nam thì cao hơn là cán bộ y tế nữ. Và do vậy có thể nói ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là cái bệnh
nguy hiểm, tại vì ảnh hưởng tới chất lượng sống, ảnh hưởng cái khả năng làm việc, lao động, học tập ban ngày, và cũng là nguyên nhân về tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Về bệnh lý nguy cơ do ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đây là cái nội dung mà chúng tôi cũng nhấn mạnh để cập nhật cho các bác sĩ chuyên ngành về hô hấp. Như vậy chúng ta thấy với các cái yếu tố nguy cơ về bất thường cấu trúc sọ mặt, về thừa căn béo phì, về vấn đề về ví dụ như chúng ta thấy là có tình trạng là như là cằm dưới đưa vào sâu, rồi myelopathy độ 4, cùng với những cái yếu tố liên quan tới tuổi tác hoặc là độc lập, ví dụ như là sự đáp ứng cơ vùng hầu họng kém khi ngủ với tình trạng ngưng thở, ngưỡng đáp ứng của các hóa cảm thụ quan thấp với cái sự tăng BaCO2 và giảm BaO2, như vậy nó sẽ gây ra cái vấn đề là xẹp đường thở khi ngủ, gây ra các hậu quả sinh bệnh học khác nhau và đưa đến các cái biểu hiện lâm sàng. Chúng ta thấy có bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh lý về chuyển hóa đường, chuyển hóa mỡ, rối loạn về thần kinh tâm thần, và đặc biệt là chúng ta thấy có thể gây ra những cái cơn đột quỵ. Và như vậy, về cơ chế sinh bệnh học và các cái biểu hiện lâm sàng chính trong cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, chúng ta thấy rất là đơn giản, liên quan tới quá trình là phản ứng viêm toàn thân và liên quan tới stress oxit hóa thông qua các cái phản ứng thống viêm khác nhau như TNF, alpha, các interleukin 4, 6, vân vân. Và như vậy, cái bệnh đầu tiên mà chúng ta phải lưu ý khi đối với các bác sĩ hô hấp, khi chúng ta mà chẩn đoán điều trị bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, chúng ta cần phải đánh giá về cái chức năng thần kinh và nhận thức. Tại vì qua cái cơ chế viêm do stress oxit hóa thì chúng ta thấy nó gây ra cái tổn thương các tế bào thần kinh, các tế bào ở não, qua thông qua các cái sự tăng của các interleukin gây viêm, qua tăng hoạt tính giao cảm, và như vậy nó gây ra rối loạn về nhận thức, sa sút trí tuệ. Về cơ chế về sa sút trí tuệ thì chúng ta thấy rất là rõ, những người mà ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, ta thấy là nó tăng cái thứ nhất là tăng cái phản ứng viêm ở tại não, cái thứ hai nữa là có tình trạng phân mảnh giấc ngủ, và tất cả những cái yếu tố này nó làm cho tăng cái sự cái beta amyloid ở não tăng lên, giảm sự thanh thải của beta amyloid và tăng cái protein tô. Đây là một trong những cái yếu tố khởi phát cái Alzheimer sớm và sa sút trí tuệ, chúng ta cần lưu ý. Đối với cái bệnh lý thứ hai mà các bác sĩ hô hấp chúng ta phải lưu ý khi chăm sóc người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đó đánh giá về cái rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ có mối quan hệ hai chiều rất là mật thiết. Người bị mà rối loạn chuyển hóa làm tăng nguy cơ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, do làm tăng cái chỉ số BMI. Ngược lại, người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là tình trạng xẹp đường hô hấp trên khi ngủ, giảm oxy máu, stress oxit hóa, nó làm tăng cái đáp ứng viêm, tăng hoạt tính giao cảm và quay trở lại làm gây rối loạn chuyển hóa đường, chuyển hóa mỡ. Chúng ta thấy rõ nhất là đó là cái vấn đề mà bất dung nạp với insulin, đề kháng với leptin. Và trong cái cơ chế gây rối loạn chuyển hóa, chúng ta cũng có lưu ý một cái cơ chế sinh bệnh cũng rất là hay, đó là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, stress oxit hóa, viêm mãn tính toàn thân sẽ gây ra rối loạn về cái sinh khuẩn ở ruột, và đây cũng là cái tiền đề để khởi phát những cái bệnh lý về ví dụ như là tim mạch và các cái nguyên nhân khác. Và ngược lại, người bị béo phì, người bị đái đường thì như vậy chúng ta thấy 1/3 người bị tiểu đường là nguyên nhân là do ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, 2/3 người bị đái tháo đường thì có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì như vậy, người bị rối loạn chuyển hóa béo phì làm tăng cái nguy cơ kháng leptin, tăng cái bất dung nạp với đường và tăng làm giảm cái đáp ứng cơ vùng hầu họng khi ngủ và gây ra ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và trước khi qua cái phần về cái hậu quả tim mạch thì chúng tôi cũng nhấn mạnh lên cái về vấn đề về cái nguy cơ gây ung thư. Thì trong các cái nghiên cứu gần đây, người ta thấy ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ với cái stress oxit hóa là làm tăng đáp ứng của các cái tế bào tăng sinh về nội mạc mạch máu, ví dụ như VEGF qua cái HIF 1 alpha, và do vậy làm tăng sinh các cái mạch máu tăng sinh, và như vậy đây là một trong những cái tiền đề để nguy cơ ung thư. Mối quan hệ giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và ung thư da melanoma đã được chứng minh, và các ung thư khác thì đang trong vòng là nghiên cứu. Và sau cùng, cái bệnh
nguy cơ của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mà các bác sĩ hô hấp chúng ta cần lưu ý, đó là ngoài các cái bệnh lý về tim mạch như là rối loạn nhịp, suy tim, tăng áp phổi, rồi chúng ta thấy là có thể là những cái đột tử trong đêm, thì chúng ta lưu ý tới ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ làm tăng nguy cơ của sự hình thành tật cục máu đông, và do vậy có thể gây ra đột quỵ do nguyên nhân là thuyên tắc mạch máu não, và đó là những cái bệnh lý nguy cơ. Về cập nhật chẩn đoán thì tôi cũng xin báo cáo khái quát và nhanh như vậy cái chẩn đoán, cái khuyến cáo sau cùng là 2017 của Viện Y học Giấc ngủ của Hoa Kỳ cho tới nay không có thay đổi. Trong năm 2023 thì có cái khuyến cáo về đọc kết quả đa ký giấc ngủ với những cái tiêu chuẩn mới có thay đổi một tí. Còn lại thì việc chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ chúng ta dựa vào đa ký giấc ngủ cấp độ 1 là đa ký giấc ngủ ở tại Sleep Lab, cấp độ 2 là đa ký giấc ngủ ở tại nhà của người bệnh, hay cái thuật ngữ là HSAT, Home Sleep Apnea Testing. Cấp độ 3 là đa ký hô hấp khi ngủ, và đó là ba cái cấp độ dùng để chẩn đoán. Cấp độ 4 là đang tầm soát 1-2 kinh thì thường không được sử dụng trên lâm sàng. Thì đây là trên cái hình quý thầy cô và các anh chị các bạn thấy đó là ba cấp độ 1, độ 2 và độ 3. Trong năm 2023 và vừa rồi thì Viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ cũng xem lại các cái phân loại chẩn đoán của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và của các cái rối loạn giấc ngủ chung của ICSD-3. Và như vậy chỉ có đưa ra một cái sắp xếp mới theo 6 nhóm rối loạn giấc ngủ, trong đó ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì được xếp vào trong cái rối loạn thở khi ngủ, cái nhóm thứ hai. Và như vậy thì chúng ta thấy về cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì cũng không có gì cập nhật hơn. Tuy nhiên trong năm 2024, xin báo cáo với thầy Châu và các thầy cô thì Hội Y học Giấc ngủ đã có một cái khuyến cáo nó phù hợp với cái nguồn lực của Việt Nam về cái chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở các tuyến, và các thầy cô sẽ tham khảo thêm. Đây là các một số cái hình ảnh đo đa ký giấc ngủ ở tại nhà của người bệnh. Và trong cái khuyến cáo này có thể tóm tắt ở đây là vừa cái lưu đồ chẩn đoán và điều trị, như vậy thì nếu có cái nghi ngờ có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thông qua các câu hỏi tầm soát Epworth Stop Band thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc đo đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ. Nếu có các cái bệnh đồng mắt nặng, có bệnh rối loạn giấc ngủ đi kèm thì chúng ta đo đa ký giấc ngủ. Nếu không thì chúng ta chỉ cần đo đa ký hô hấp, và dựa vào cái kết quả đa ký hô hấp khi ngủ ở mức độ nhẹ, trung bình, nặng thì chúng ta có cái hướng điều trị. Và đối với Việt Nam thì ưu tiên chúng ta dự phòng và điều trị những cái điều trị mà đơn giản nhất, không phải can thiệp trước. Ví dụ như là CPAP thì chúng ta thấy đó là hàng phía sau, tại vì điều kiện ở Việt Nam chúng ta không có cái đủ phương tiện. Cái thứ hai nữa, người bệnh phải mua máy và không được bảo hiểm chi trả. Đối với trường hợp nhẹ thì chúng ta chỉ có dự phòng tăng cân, rồi điều trị tư thế ngủ nghiêng, những cái trường hợp mà có viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi đi kèm thì chúng ta phải điều trị tốt. Những bệnh lý làm tăng xẹp đường thở khi ngủ giống như là bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta tối ưu hóa điều trị. Nếu ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ trung bình, chỉ số AHI từ 15 cho tới 30 lần một giờ thì lúc đó chúng ta cũng tiếp tục dự phòng thứ phát bằng những cái tầm soát các cái rối loạn chuyển hóa bệnh lý tim mạch, và cũng như là tiếp tục điều trị giảm cân, điều trị tư thế, và có thể dùng dụng cụ đưa hàm dưới ra trước. Ưu tiên ở mức độ trung bình thì chúng ta có thể mời hội khám tai mũi họng và có can thiệp tai mũi họng, đặc biệt là ở trẻ em có amidan quá phát. Và trong những trường hợp nặng thì như vậy chúng ta có thể, nếu đủ điều kiện và người bệnh có cái tuân thủ và dung nạp tốt thì chúng ta chỉ định bằng CPAP. Bên cạnh đó thì nếu do nguyên nhân tai mũi họng thì chúng ta phải tối ưu hóa điều trị các cái nguyên nhân tai mũi họng. Và do vậy về điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta thấy cách tiếp cận thì cũng đi từ những cái phương thức rất là đơn giản: giảm cân, vệ sinh giấc ngủ, tránh bia rượu thuốc lá trước khi ngủ 4 đến 6 tiếng, chúng ta cho ngủ tư thế nghiêng cũng rất là hiệu quả. Khoảng 50 đến 60% trường hợp ngủ nghiêng thì những trường hợp ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, ngủ ngáy nhẹ, trung bình có thể là cải thiện cái triệu chứng
và cải thiện cái chỉ số ARI. Rồi những trường hợp nặng có cái chỉ định thì chúng ta điều trị bằng CPAP, và nếu không có cái bệnh động mạch như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim thì chúng ta có thể dùng ô tô CPAP. Đối với một số trường hợp có cái chứng cầm lẹm thì chúng ta thấy dựa vào cái góc cellulation và nó nhỏ hơn 75 độ thì chúng ta thấy có thể hội chẩn với các bác sĩ răng hàm mặt để chế cái khí cụ cho người bệnh đeo khi ngủ, hoặc là dùng cái dụng cụ là kéo lưỡi khi ngủ. Về đặt máy kích thích dây thần kinh thiệt và tập cơ vùng hầu họng, thì đối với tập máy tạo nhịp thì hiện nay là ở các nước Mỹ và Đức rất là thịnh hành. Ở Singapore thì cũng đã bắt đầu phát triển cái phương thức điều trị này, và hiện nay thì cũng đã đặt máy tạo nhịp cho khoảng chừng dưới 100 bệnh ở tại Singapore. Một cái phương thức mà đơn giản nhất là chúng ta cố gắng tập cơ vùng hầu họng bằng các cái bài tập, và đơn giản nhất là chúng ta tập hát. Có một cái phương thức dễ hơn chúng tôi thấy cũng rất là hiệu quả đã được nghiên cứu công bố, đó là chúng ta tập thổi kèn. Cái kèn này thì nó hơi dài, chúng ta có cái kèn thổi tất các loại kèn, làm như vậy tăng cái trương lực cơ ở vùng hầu họng sẽ rất là tốt cho những người ngủ ngáy ngừng thở khi ngủ. Đối với các bác sĩ tai mũi họng thì cái việc mà nội soi gây ngủ tìm cái chỗ hẹp để can thiệp thì rất là hiệu quả. Đối với trẻ em thì các amidan não VA là giúp cho có thể chữa tận gốc cái chứng ngáy và ngưng thở ở trẻ em. Đây là cái kết quả nghiên cứu trên 157 trẻ ở Viện Nhi Trung ương của cô Hương, và như vậy là các amidan độ 3, độ 4, não VA, những trường hợp độ 1, độ 2 thì điều trị kháng Lercogen cũng cải thiện triệu chứng ngáy và ngưng thở khi ngủ. Bên cạnh đó thì các bác sĩ tai mũi họng có thể làm những cái phẫu thuật mà tạo hình vòng hầu khẩu cái, có thể là phẫu thuật ở đáy lưỡi, như vậy thì cũng giải quyết được cái vấn đề tắc nghẽn khi ngủ. Tuy nhiên nên làm nội soi gây ngủ và nội soi tai mũi họng trước để mà xác định đúng cái vùng bị hẹp. Phẫu thuật hàm mặt, đây là một cái tiếp cận mới, các bác sĩ răng hàm mặt của Việt Nam trong thời gian qua cũng đã triển khai và cũng đang được cập nhật các cái kỹ thuật với các chuyên gia của Pháp và của Mỹ. Và sau cùng, điều trị nội khoa. Trước đây thì điều trị nội khoa là dùng các cái thuốc mà để gây chống buồn ngủ ban ngày, hậu quả của ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ về đêm. Thì vừa rồi, trong năm 2023 thì như vậy Hội Lồng Ngực Hoa Kỳ cũng có một cái bài đăng đánh giá về cái hiệu quả của điều trị nội khoa với các thuốc kháng cholinergic, với các cái thuốc mà ức chế hấp thu tái chọn lọc của cái noradrenaline, và như vậy thấy làm tăng cái trương lực cơ của vùng hầu họng. Và cái kết quả ban đầu thì cho thấy cũng giảm được cái chỉ số ARI, tức là chỉ số ngưng thở giảm thở khi ngủ, từ 5 tới 7 lần trong 1 giờ. Và tuy nhiên phải cần có nhiều cái nghiên cứu và theo dõi nhiều hơn, tại các thuốc thì đều có các cái tác dụng phụ. Như vậy thì trong năm 2024 về cái cập nhật điều trị thì chúng ta có thêm một cái điều trị nội khoa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ dựa vào tăng đáp ứng cơ vùng hầu họng khi ngủ, tránh tình trạng xẹp cơ vùng hầu họng khi ngủ. Đó là một cái điều trị mới và cũng tiếp tục được nghiên cứu. Và để kết luận như vậy, chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như vậy, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một cái bệnh lý ở cái đường hô hấp trên, tuy nhiên ảnh hưởng đến toàn thân, thần kinh, tim mạch, nội tiết chuyển hóa và nguy cơ đột quỵ. Và do vậy cái việc mà tiếp cận điều chẩn đoán điều trị theo hướng cá thể hóa, lưu ý đến các cái bệnh động mạch về hô hấp tim mạch, về nội tiết đi kèm rất là quan trọng. Và đặc biệt đây cũng là một cái bệnh mà gặp ở trẻ em và ở mọi lứa tuổi. Ở trẻ em thì việc điều trị can thiệp tai mũi họng amidan quá phát vì đại VA rất là hiệu quả. Và những cái trường hợp mà cần ở người lớn tuổi, hoặc ở trường hợp mà chúng không có can thiệp nội ngoại khoa và cần phải chỉ định điều trị CPAP thì chúng ta cân nhắc vấn đề tuân thủ điều trị, theo dõi và điều trị. Vì điều trị tốt, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ sẽ giúp cải thiện tuổi thọ và kiểm soát tốt hơn các cái bệnh động mạch khác. Phần trình bày của tôi đến đây hết, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị.